Vĩ Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Đến với bản tin hoa trình đốn tối nay gồm có tảng mạng lịch sử người Mỹ da đen. Để mở đầu, Vĩ Phượng kính mời quý vị theo dõi lịch sử người Mỹ da đen phần 1. Chương trình do Thanh Trang, Trí Tôn và Võ Thiền Toàn thực hiện. Một khởi đầu khủng khiếp. Cách đây cả 3 hay 400 năm, tổ tiên của những người Mỹ da đen hôm nay là những người bị bán làm nô lệ. Họ bị xiên xích trên tàu vì thiếu ăn, vì thiếu không khí. Nhiều người chịu không nổi phải chết. Lên đên trên biển cả 3 hay 4 tháng thì họ đến Mỹ Châu. Tại đây họ bị bán làm nô lệ. Họ được sử dụng trong các nông trại trồng thuốc lá, trồng bông vải hay trồng mía. Người nô lệ chỉ được nuôi ăn mặc để sống thôi. Họ không có lương, nghĩa là họ không có gì hy vọng ở một ngày mai khá hơn. Họ chỉ phải làm việc và kiệt sức đến chết tại nông trường. Cái kiếp đọa đầy đó kéo dài hàng mấy trăm năm. Phải chờ đến năm 1776, người nô lệ mới tìm thấy cái hy vọng đầu tiên trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Trong đó tác giả bản tuyên ngôn Thomas Jefferson viết con người được sinh ra bình đẳng và tạo hóa đã cho họ những quyền không thể chối cãi, trong đó có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng những lời thiện chí đó phải chờ đến 78 năm sau, mãi đến năm 1854, vấn đề duy trì hay hủy bỏ chế độ nô lệ mới được thực sự đặt ra. Miền Bắc Hoa Kỳ chủ trương giải phóng người nô lệ. Năm 1860, Abraham Lincoln của Đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống. 11 tiểu bang miền Nam không chịu hủy bỏ chế độ nô lệ nên tách rời ra khỏi liên bang kích động chiến tranh Bắc Nam. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm, 1861 đến 1865 thì miền Nam thua. Tổng thống Abraham Lincoln giải phóng người nô lệ theo bản tu chính án thứ 13, việc buôn bán nô lệ bị cấm. Các tiểu bang miền Nam không còn có quyền giữ nô lệ nên phải thả họ ra, mặc dầu các tướng lãnh hai bên buông súng hòa giải thân thiện nhưng một số binh sĩ Liên Hiệp miền Nam không chịu đối xử bình đẳng với người da đen. Họ luồn lách để các chính quyền địa phương tự tạo ra những điều luật có tên là Black Coast hay Jim Crow Laws, mục đích tách rời dân da trắng và dân da đen, không cho chung đụng ở các khu nhà ở, trường học, nhà thờ, công viên, khu giải trí, rạp hát, quán ăn, nhà vệ sinh, vòi nước uống, nghĩa trang, bệnh viện, phương tiện di chuyển công cộng, vân vân còn trên xe công cộng nếu phải đi chung thì người da đen phải ngồi ở phía sau nếu có người da trắng đến thì phải đứng dậy nhường chỗ những hôn nhân hay sống chung giữa hai chủng tộc không được thừa nhận hễ ai tìm cách thách thức vi phạm những điều lệ này thường bị bắt phạt tiền bỏ tù hay bị đánh chết linh trinh là một kiểu đấu tố giống như của việt cộng không có luật pháp những người da trắng bắt người da đen đánh đập treo cổ hay thiêu sống. Trong khoảng thời gian 1877 đến 1950, có khoảng 4.000 lynchings như vậy. Tất cả những hành động kỳ thị này là nhằm giữ ưu thế kinh tế cho người da trắng, mục đích là đè đầu người da đen không cho vươn lên được. Sở dĩ người miền Nam làm như vậy được là vì sau khi thua trận, đám tàn binh đã trà trộn vào làm cảnh sát, làm quan tòa, hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã bị lũng đoạn từ hơn 150 năm về trước, năm 1865. Điều này giải thích tại sao cùng một ông tòa áp dụng cùng một đạo luật mà người phạm tội da trắng chỉ bị 2 năm tù, còn người da đen bị phạt 20 năm. Đến đây tôi cần giải thích rõ ràng chữ người da trắng kỳ thị. Trần nội chiến Bắc Nam là do người Mỹ da trắng miền Bắc đánh thắng người Mỹ da trắng trong Nam điều đó cũng có nghĩa là đa số người mỹ da trắng không có kỳ thị chủng tộc vì sống đạo vì nhân quyền chính họ hiên ngang đứng lên ra trận chứ không phải người da đen biết tự cứu mình nhưng cái thiểu số thật cực đoan da trắng làm mang tiếng chung nói người da trắng kỳ thị là chỉ nói đến những người này thôi nói là thiểu số chứ số này cũng lên đến hàng chục triệu chính cái thiểu số kỳ thị da trắng thượng đẳng này đã tước đoạt người da đen quyền đi bầu, quyền được vào các đại học, quyền đảm trách những chức vụ công quyền, quyền được bình đẳng thăng tiến, chẳng hạn như trong quân đội, chỉ có sĩ quan da trắng chỉ huy lính da đen, chớ không có sĩ quan da đen chỉ huy lính da trắng. Nhóm kỳ thị tàn nhẫn nổi tiếng nhất là đám Ku Klux Klan, thành lập năm 1865 ở Tennessee, dưới dạng như một câu lạc bộ cựu chiến binh Liên Hiệp miền Nam nhóm này thường đi đập phá, thiêu hủy các trường học da đen. Ban đêm thì che mặt bắt người da đen đem treo cổ. Mục đích cuối cùng là đuổi người da đen ra khỏi miền Nam. Sau đề nghị thế chiến, Liên Hiệp Quốc được thành lập và bản tuyên bố nhân quyền ra đời năm 1948. Cũng không có cải thiện gì được cái số phận người da đen Hoa Kỳ. John Lewis, ngày 21 tháng 2 năm 1940 đến 17 tháng 9 năm 2020, Cách đây hơn một tuần, Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức một tăng lễ vô cùng trọng thể cho dân biểu John Lewis. Ông làm dân biểu liên bang 33 năm, là một trong sáu lãnh tụ nhân quyền da đen xuất sắc nhất của Hoa Kỳ. Cả ba cựu tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama có đến tham dự và đọc ai điếu. Chuyện đời của John Lewis chiến đấu cho nhân quyền cho công lý rất dài. Tôi xin kể một chuyện thôi sau cuộc nội chiến hiến pháp Hoa Kỳ với tu chính án 15 phê chuẩn năm 1870 cấm các tiểu bang từ chối quyền bầu cử của nam công dân dựa trên chủng tộc, màu da hay tình trạng nô lệ về trước. Tuy nhiên các tiểu bang không muốn cho người da đen bầu thì dễ ợt, chỉ cần bịa ra một điều kiện quái đảng nào đó như phải biết viết chữ thì mới được bầu mà người da đen đa số là dốt hết hoặc phải thuộc lòng hết bản hiến pháp hoặc cứ nói trên giấy tờ địa chỉ viết sai. Có cả ngàn chuyện để bịa, rốt cuộc người da đen tay trắng đi về. Ngày 7 tháng 3 năm 1965, lúc bấy giờ John Lewis mới có 25 tuổi, đã dẫn một đoàn 600 người tuần hành ôn hòa đi từ Selma đến Montgomery, đòi quyền bầu cử. Khi đi ngang qua cầu Edmund Peters Bridge, Alabama, thì bị đoàn vệ binh dùng gậy, hơi cay tấn công dữ dội nhiều người bị đánh trọng thương, chảy máu, kẻ thì chạy thục mạng, riêng John Lewis thì bị kéo dài dưới đường và bị đánh đứt sọ. Hình ảnh đàn áp dữ dội này được thâu hình và truyền bá ra rộng rãi. Tổng thống Lyndon Johnson xúc động nên chỉ thị gấp rút là một đạo luật quyền bầu cử, đạo luật phải đầy đủ, lắp tất cả lỗ hở mà thẩm quyền địa phương có thể nại ra để cản trở quyền đi bầu. Dự luật được Thượng viện thông qua ngày 26 tháng 5 1965 và Hạ viện thông qua ngày 9 tháng 7. Voting Rights Act được Tổng thống Johnson ký ban hành ngày 6 tháng 8 1965. Chuyện người Việt Nam Năm nay bên Mỹ có bầu cử, người Việt Nam có quốc tịch Mỹ cũng đi bầu. Thật là nhộn nhịp, vui thiệt. Ai thích đảng nào thì cứ tự nhiên bỏ phiếu cho đảng đó. Xin hành xử như một người trưởng thành luật lệ trừng phạt những ai ép buộc hay mua chuột lá phiếu hay thóa mạ người khác chánh kiến. Cái nhân quyền tối thượng này không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống, dân tộc nào cũng phải đổ máu mới có được nó, phải biết trân quý nó. Cũng là người Việt Nam, nhưng người Việt Nam trong nước hiện không có cái quyền này. Sở dĩ tôi đã kể lòng vòng lịch sử Hoa Kỳ là để mọi người thấy từ một khẳng định nổi tiếng trong tuyên ngôn độc lập, mọi người sinh ra bình đẳng, đã phải trải qua gần 200 năm sau mới được đầy đủ thi hành cho mọi người da trắng cũng như da đen cho cả đàn bà và đàn ông đoạn đường 200 năm đó đã phải trải qua bao nhiêu là cuộc biểu tình có cái ôn hòa đưa lưng chống đỡ có cái bạo động đập phá có cả cầm súng bắn nhau có cả đốt nhà giết chết đàn bà con nít hủy diệt làng sớm bao nhiêu là máu và nước mắt đã đổ ra người Việt Nam đến Hoa Kỳ sau năm 1975. Lúc đó, những cái bất bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ đã được dần dần dẹp bỏ. Không có ai cấm cản, người Việt đã tự do lẫn lộn chung với người da trắng trong tiệm ăn, trên xe bus, xe lửa. Con cái được đến những trường học mà chúng thích. Nhờ đó mà người Việt đạt được những thành tựu mà mọi người có thể hãnh diện, vẽ vang dân Việt. Công ơn sanh thành dưỡng dục là công ơn của cha mẹ nhưng có ai biết rằng những thành tích làm vẻ vang dân tộc của người Việt tại Hoa Kỳ là nhờ những người da đen đổ xương máu ra đi trước mở cửa. Chỉ mới đây thôi, dân biểu John Lewis nói trên đây ước mơ sau bậc trung học, được vào đại học nổi tiếng Troy University Alabama. Nhưng ông bị từ chối vì lúc bấy giờ trường chỉ nhận sinh viên da trắng mà thôi. Ngày nay dường như trong các trường đại học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ đều có người Việt theo học các khoa học gia, các tiến sĩ, các giáo sư lừng danh người Việt xuất thân từ các đại học đó ra không có chút nợ nần gì với người Mỹ da đen hay sao. Oai hùng nhất là chúng ta đã có những ông tướng, bà tá gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ. Trong đề nghị thế chiến có đến cả triệu người lính Mỹ da đen tham chiến, nhưng các đơn vị người da đen bị tách rời ra. Hải quân không quân Mỹ, không có chấp nhận lính da đen. Nhưng lính da đen lại lập nhiều thành tích cứu nguy cho những đơn vị da trắng. Sau chiến tranh, nước Mỹ cần suy nghĩ đến 3 năm mới chính thức thừa nhận công lao của người lính da đen. Năm 1948, Tổng thống Harry Truman ký sắc lệnh hòa nhập trong quân đội. Chính nhờ cái sắc lệnh đó mà ngày nay ta mới có thể thấy mấy tướng tá Hoa Kỳ gốc Việt đi vào đời bằng một hoàn cảnh khốc liệt nhất, người Mỹ da đen bền bị tranh đấu để vươn lên. Sau 300 năm được bao nhiêu kết quả đó, người Việt đến sau được hưởng, đâu có ai đòi, họ nói tiếng cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài bình luận phân tích tảng mạng năm 2020 phần 1 do tác giả Hồ Tấn Vinh biên soạn. Thanh Trang xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và không quên cảm ơn bình luận gia, phân tích gia Hồ Tấn Vinh, Melbourne.